vị trí được giữ сука... Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, cựu nhà phân tích CIA Larry Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Dialogue work rằng Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine đã mắc một số sai lầm về mặt chiến thuật và ông cho rằng Tổng thống Ukraine Ông Volodymyr Zelensky đang xem xét phương án thay thế tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine bằng một vị tướng khác. Cựu nhà phân tích CIA Larry Johnson cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Dialogues, rằng Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đang xem xét phương án thay thế tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky bằng một vị tướng khác. Trước đó, theo trang tin RMX. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shishky cũng giống như người tiền nhiệm Valery Zaluzny đã công khai xung đột với văn phòng tổng thống Ukraine. Thậm chí còn có tin đồn về việc ông Zelensky cân nhắc sa thải tổng tư lệnh Shishky vì từ chối thực hiện mệnh lệnh của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành một cuộc phản công trên bộ. Lý do là tướng Shishky cho rằng cuộc phản công này là vô ích. Việc thiếu sự hỗ trợ trên không sẽ biến cuộc phản công thành thảm họa, đẩy binh lính vào chỗ chết. Trang tin tức EA Daily cũng đưa tin, Tổng tư lệnh Ukraine đã được lệnh phát động một cuộc tấn công lớn nhưng đã từ chối, nói rằng nếu không có đủ trang thiết bị và sự yểm trợ trên không thích hợp, một cuộc tấn công như vậy sẽ thất bại. Một nguồn tin tiết lộ, tướng Sisky nói với Tổng thống Zelensky rằng binh lính của ông sẽ hy sinh trong một cuộc tấn công vô ích và không được chuẩn bị. Kênh Telegram Legitimate của Ukraine đã trích dẫn một nguồn tin trong chính phủ Kiev cho biết tướng Sisky đã lần đầu tiên từ chối thực hiện mệnh lệnh của ông Zelensky và tránh văn phòng tổng thống Yermak, người có quyền lực vượt qua tất cả các quan chức dân cử của Ukraine chỉ dưới quyền tổng thống. Thái độ bất tuân của tướng Shishky được cho là đã khiến ông Zelensky và ông Yermak bắt đầu chuẩn bị cho việc tìm người thay thế tổng tư lệnh Ukraine. Cựu nhà phân tích CIA Larry Johnson lưu ý, dù công bằng hay không thì ông ấy cũng sẽ bị đổ lỗi vì những thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine. Có vẻ như bây giờ ông Zelensky muốn loại bỏ ông Sisky và thay thế ông ấy bằng ai đó. Ông Johnson nhấn mạnh, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine đã mắc một số sai lầm về mặt chiến thuật. Ví dụ, ông đã không tăng cường các tuyến phòng thủ ở khu vực Kharkov trước khi quân đội Nga tiến hành cuộc tấn công. Ông nói thêm, ngoài ra, ông Sisky không còn đủ số lượng binh sĩ cần thiết để kiềm chế quân đội Nga. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sisky còn gọi việc tuyển dụng lực lượng vũ trang Ukraine với các quân nhân có động lực và việc cung cấp các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại là những hoạt động có vấn đề. Hãng Sputnik của Nga vừa qua đưa tin các chuyên gia nước này gần đây đã tiếp cận được cụm đạn chùm là một bộ phận thuộc Atak Nó là vật thể hình cầu màu xanh lục, kích thước tương đương một quả bóng tennis với vỏ ngoài nhô ra theo trục chu vi đường tròn. Một chuyên gia quân sự Nga nhận định mỗi tên lửa tầm xa Atak MS có 275 đạn chùm M74 như vậy. Hộp của đầu đạn mở ra ở độ cao khoảng 200 mét so với mặt đất. Nó phát nổ khi va chạm với bề mặt. Chuyên gia này cũng nhấn mạnh không nên di chuyển đạn chùm bởi nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào, ngay cả khi nó không nổ sau khi được thả. Ông nhấn mạnh, vì vậy, người dân phải hết sức cẩn thận do nó được sơn màu xanh lục và khó phát hiện trên cỏ. Bất kỳ áp lực vật lý nào lên nó đều có thể gây ra hậu quả thảm khốc. Các mảnh Atac có thể bắn tung giải rác trong bán kính 20 mét, nhưng một số mảnh thậm chí có thể xuyên qua cửa kim loại từ khoảng cách 50 mét khả năng sát thương của các mảnh vỡ là mối đe dọa lớn. Chuyên gia này phân tích, mỗi quả đạn rơi cách nhau trong phạm vi 5 mét có thể kéo theo tàn phá toàn diện trong cùng một thời điểm. Khi trời mưa, gần như không thể trốn tránh nó. Các chuyên gia Nga cũng đánh giá rằng đầu đạn ban đầu được phát triển cho tên lửa chống hạm, nhưng sau đó được trang bị cho ATAC MS. Họ phát hiện nó có 3 con quay hồi chuyển laser vòng và một anten GPS giúp điều chỉnh quỹ đạo đạn việc phân tích chi tiết các bộ phận tên lửa atacms có khả năng giúp nga thay đổi cục diện chiến trường đồng thời cung cấp cho moscow kiến thức cần thiết để đối phó với một trong những vũ khí tầm xa hiệu quả nhất của ukraine các chuyên gia nga tin rằng việc nghiên cứu tên lửa atacms sẽ cho phép họ xác định những khả năng quan trọng của tên lửa này chẳng hạn việc phân tích khả năng cơ động của atacms sẽ giúp nga xác định được những tên lửa phòng không nào nó có thể né tránh và tên lửa nào nó không thể chống lại Nghiên cứu này cũng mang lại cho nga sự hiểu biết sâu sắc về độ chính xác của tên lửa Atacms, cũng như xác định xem biện pháp gây nhiễu điện tử có hiệu quả trong việc đối phó nó hay không. Nắm được những khía cạnh này, nga có thể tìm ra cách thay đổi hiệu suất hoạt động của Atacms, khiến tên lửa này không thể tiếp cận mục tiêu đã định. Năm 2023, mỹ bắt đầu cung cấp tên lửa đạn đạo Atacms cho ukraine tên lửa do Lockheed Martin sản xuất và có cỡ nòng 610 mm, dài 4 m, nặng 1,6 tấn, phiên bản Block 1 sửa đổi có tầm bắn 165 km. Tổng thống Vladimir Putin gọi động thái này là một sai lầm khác của Mỹ. Theo nhà lãnh đạo Nga, những vũ khí này gây ra rủi ro bổ sung, mặc dù không đủ lớn để thay đổi hoàn toàn tình hình ở tiền tuyến. Trung tướng Andrei Semyonov, tư lệnh lực lượng phòng không và tên lửa Nga cho biết, trong giai đoạn ukraine gia tăng các cuộc tấn công tên lửa do phương tây cung cấp lực lượng phòng không nga đã phát triển các phương pháp cũng như điều chỉnh hệ thống phòng không để chống lại các cuộc tấn công của đối phương ông nhấn mạnh kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự lực lượng phòng không cùng với máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ nga đã làm giảm đáng kể khả năng tấn công của ukraine trung tướng andrei semionov chỉ ra rằng hệ thống patriot mà mỹ cung cấp cho ukraine không những không bảo vệ được các địa điểm đã được chỉ định mà ngay cả hệ thống phòng không này cũng không thể chống lại hỏa lực từ vũ khí nga Nền tảng của hệ thống phòng không là các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến như S-400, S-350 và Panzer S, cũng như các hệ thống phòng không chiến trường S-300V4, Buk-M3, M2 và TR-M2. Các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn cũng chứng tỏ hiệu quả khi phá hủy hàng chục UAV tấn công và trinh sát của đối phương mỗi ngày, cũng như các cuộc tấn công mặt đất của Ukraine và các chiến đấu cơ hoạt động ở độ cao thấp hoặc cực thấp. Các hệ thống này đã phá hủy khoảng 1 phần 3 số chiến đấu cơ có người lái của Ukraine trong quá trình diễn ra xung đột ở Ukraine. Theo TASS, các hệ thống phòng không của Nga có khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công bằng mọi phương tiện trên không của đối phương. Điều đó trái ngược với hệ thống phòng không Patriot, khi không chỉ không thể bảo vệ các địa điểm được chỉ định mà còn không thể tự vệ. Phía Nga thông báo, trong cuộc xung đột ở Ukraine, lực lượng phòng không đã phá hủy tổng cộng hơn 42.000 mục tiêu trên không, trong đó có 550 chiến đấu cơ, hơn 180 trực thăng và hơn 27.000 UAV của đối phương. Trước đó, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào Starokonstantinov, ở khu vực Khmelnytsky được cho là nơi đặt một căn cứ không quân lớn của Ukraine và sẽ chứa các tiêm kích F-16 khi chúng được chuyển giao. Nga đã nhiều lần đe dọa tấn công bất cứ sân bay nào của Ukraine đặt các tiêm kích F-16. Gần như tất cả sân bay chứa chiến đấu cơ này đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Nga. Ukraine thông báo nước này sẽ bố trí một số tiêm kích F-16 trên lãnh thổ NATO để bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công của Nga. Trong khi đối phó với các cuộc không kích liên tục từ Nga, Ukraine cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm phá hủy các hệ thống phòng không của Moscow trước khi các tiêm kích F-16 đến nơi. Một đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Washington cho biết, các lực lượng của Ukraine đã tăng cường nỗ lực vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ của Nga trước khi nhận được tiêm kích F-16. Ukraine được cho là đang thực hiện chiến lược làm suy yếu các hệ thống phòng thủ của Nga để các tiêm kích F-16 hoạt động hiệu quả hơn trong giao tranh. Đánh giá này nhận định, các lực lượng của Ukraine có lẽ đang tìm cách chủ động làm suy giảm hệ thống phòng không của Nga trước khi Ukraine nhận được số lượng đáng kể chiến đấu cơ để tạo điều kiện cho việc sử dụng tiêm kích F16 gần chiến trường trong tương lai. Trong bối cảnh có nhiều cuộc thảo luận liên quan đến việc gửi thêm vũ khí và quân đội tới Ukraine, phương Tây đang trên con đường dẫn tới chiến tranh. Cụ thể tháng 6 vừa qua, thủ tướng Hungary Viktor Orbán cảnh báo phương Tây chỉ còn cách một cuộc xung đột trực tiếp với Nga vài inch đồng thời lưu ý rằng cả Liên minh châu Âu, EU và Mỹ đều cần lực lượng ủng hộ hòa bình để thay thế lực lượng đang nắm quyền nếu muốn tránh kịch bản xung đột này. Thủ tướng Hungary nói thêm rằng, khi cuộc xung đột bắt đầu vào năm 2022, hầu hết các nước EU, bao gồm cả Đức, đều tuyên bố sẽ chỉ gửi viện trợ không sát thương cho Kiev, ví dụ như mũ bảo hiểm. Nhưng sau đó, các cường quốc phương Tây đã cung cấp cho Kiev nhiều loại vũ khí và đạn dược. Ông Oban cũng than phiền rằng hầu hết các lãnh đạo đang nắm quyền ở phương Tây không nhìn thấy điều đó họ muốn xung đột. Tuy nhiên, ông cho rằng tình hình vẫn chưa đến mức không thể đảo ngược và để ngăn chặn xung đột với Nga nổ ra, cần phải có sự thay đổi trong chính phủ các nước phương Tây. Trong những ngày qua, ông Oban tiếp tục thể hiện mình là nhà hòa giải tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Theo các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở ở Mỹ, ông Oban có thể đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý của phương Tây sang các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng như một phần trong nỗ lực nhằm làm sói mòn sự ủng hộ của châu Âu dành cho Ukraine. ISVK nhận định, lời kêu gọi đàm phán của ông Oban và công thức hòa bình của Ukraine là hai nỗ lực với các mục tiêu khác nhau. Moscow cho thấy họ không quan tâm đến bất kỳ thỏa thuận đàm phán nào ngoại trừ việc Ukraine đầu hàng. Các nhà phân tích của ISW cũng nhấn mạnh, khả năng Ukraine tiếp tục tiến trình hòa bình của riêng mình phụ thuộc vào khả năng giành lại các vùng lãnh thổ quan trọng. Kyiv không thể phản công thành công để hỗ trợ cho mục tiêu này nếu không có sự hỗ trợ quân sự của phương Tây trong ngắn hạn và trung hạn. Bên cạnh đó, trong một bài viết đăng trên báo New Quick, ông Oban cáo buộc NATO ưu tiên xung đột hơn hòa bình. Bài viết được đăng tải ngay sau chuyến thăm của ông Oban tới Kiev và Moscow. Ukraine và Moldova đã khởi động đàm phán gia nhập EU, nhưng quá trình trở thành thành viên chính thức có thể kéo dài hơn chục năm nữa. Liên minh châu Âu-EU cuối tháng 6 khởi động đàm phán kết nạp Ukraine một thập kỷ sau khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea trong động thái phản đối nỗ lực xích lại gần phương Tây của Kiev. Chỉ vài giờ sau, EU cũng khởi động quy trình tương tự với Moldova. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan mô tả đây là ngày lịch sử, đánh dấu chương mới trong quan hệ của Kiev với EU đặc biệt là khi cuộc xung đột với Nga đang diễn ra. Ông Smihan nói, chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng vẫn còn nhiều việc phải làm trên con đường gia nhập. Chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi đã chứng minh rằng mình có thể hành động nhanh chóng và đạt được điều tưởng như không thể. Việc khởi động quá trình đàm phán gửi đi tín hiệu đoàn kết mạnh mẽ với Ukraine, ngoài hỗ trợ tài chính ước tính 100 tỷ đô la Mỹ mà EU đã cung cấp, đây cũng là biểu hiện ủng hộ dành cho Moldova, quốc gia cũng phải đối mặt với những thách thức từ Nga hai nước nộp đơn xin gia nhập EU vào năm 2022, không lâu sau khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine. Dù khối ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, con đường gia nhập EU của cả hai nước dự kiến đều không dễ dàng. Con đường trở thành thành viên EU yêu cầu các ứng viên phải đáp ứng loạt tiêu chí trước khi tham gia chương trình đàm phán chi tiết, gồm nhiều vấn đề từ tiêu chuẩn kinh tế tới pháp quyền. Tổng cộng có 35 chương đàm phán và phải nhận được đồng ý từ tất cả 27 quốc gia thành viên EU. Quá trình khởi động, đàm phán và hoàn tất 35 chương dự kiến mất hơn 10 năm đối với Moldova và Ukraine. Tuy nhiên, cả Moldova và Ukraine đều chưa đáp ứng được các tiêu chí để đạt đến giai đoạn đàm phán này. Việc đáp ứng tiêu chí đặc biệt phức tạp với Ukraine khi nước này vẫn đang trong cuộc chiến ác liệt với Nga. Moldova cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức riêng trong nước vùng ly khai Transnistria đang tìm cách xích lại gần Nga, trong khi chính phủ nước này hướng về châu Âu. Tham vọng gia nhập Liên minh châu Âu-EU của Ukraine có thể bị đình trệ trong 6 tháng khi Hungary đảm nhận chức chủ tịch luân phiên hội đồng châu Âu. Từ tháng 7 đến tháng 12 năm nay, Hungary sẽ thiết lập chương trình nghị sự hàng tuần và chủ trì các cuộc họp cấp bộ trưởng EU tại Bruxelles, quyết định những chủ đề nào được đặt lên đầu danh sách. Khẩu hiệu chính thức trong nhiệm kỳ chủ tịch hội đồng châu Âu của Hungary sẽ là làm cho châu Âu vĩ đại trở lại một quan điểm tương tự như của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Viễn cảnh này đã gây bất an cho các nhà ngoại giao châu Âu, những người lo ngại Thủ tướng Hungary Viktor Orbán sẽ tận dụng vị thế đó để thúc đẩy quan điểm dân tộc chủ nghĩa. Đặc biệt, chính sách của EU đối với Ukraine được coi là có nguy cơ bị trạch hướng cao nhất. Trong một bài viết trên mạng xã hội X vào ngày 6 tháng 7, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết Ông đã kết thúc cuộc hội đàm với tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ở Moscow. Theo thủ tướng Hungary, mục tiêu của ông là mở các kênh liên lạc trực tiếp, bắt đầu đối thoại để tìm con đường ngắn nhất hướng tới hòa bình và nhiệm vụ của ông đã hoàn thành. tờ European Pravda cho biết thêm, tại cuộc họp báo chung với tổng thống Putin ở Moscow, thủ tướng Hungary nói rằng ông và nhà lãnh đạo Liên bang Nga đã thảo luận về con đường dẫn đến hòa bình. Thủ tướng Hungary cũng tiết lộ ba câu hỏi của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về xung đột ở Ukraine. Thứ nhất là ông Putin nghĩ gì về các sáng kiến hòa bình hiện có. Thứ hai là ông Putin nghĩ gì về lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán hòa bình cũng như khi nào chúng có thể được tổ chức. Thứ ba là quan điểm của ông Putin về hệ thống an ninh châu Âu thời hậu chiến. Thủ tướng Hungary đã không tiết lộ câu trả lời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho những câu hỏi nêu trên, chỉ nói thêm rằng đây là thời điểm châu Âu cần hòa bình và do đó Hungary coi 6 tháng tới thời gian Hungary làm chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh châu Âu như khoảng thời gian thực thi sứ mệnh hòa bình. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Hungary, thông qua hai chuyến thăm, Kiev ngày 2 tháng 7 và Moscow ngày 5 tháng 7, ông nhận thấy lập trường của cả hai bên liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine là khác nhau quá xa. Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã có chuyến thăm Kiev đầu tiên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra sau cuộc đàm phán song phương giữa Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đứng đầu chính phủ Hungary tuyên bố với báo chí rằng ông đã đề nghị Tổng thống Ukraine chấp nhận đề xuất ngừng bắn ngay lập tức dọc theo đường tiếp xúc với các lực lượng Nga và tin rằng điều đó có thể đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình. Sau đó, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Roger Copen, tổng biên tập và là tác giả chính của các bài viết trên trang web Thụy Sĩ, cũng như tuần báo Die Van Voce, người đã đến kiev cùng phái đoàn hungary sau cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo hai nước hungary và ukraine thủ tướng hungary xác nhận rằng ông zelensky đã từ chối đề xuất nêu trên theo ông orbán tổng thống ukraine nghi ngờ tính logic trong kế hoạch mà ông đưa ra và không ủng hộ nó vì ukraine có lịch sử đình chiến không thành công với liên bang nga thủ tướng hungary viktor orbán dẫn lời tổng thống volodymyr zelensky nói rằng những thỏa thuận ngừng bắn như vậy không tốt cho ukraine vào tháng 6 năm nay, RT đưa tin Mỹ và Armenia thông báo ý định nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược với việc Washington giúp đỡ Erevan về thương mại, các vấn đề quân sự, hệ thống tư pháp và nền dân chủ. Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirjoan thời điểm đó đã tiếp đón trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách châu Âu và Á-Âu James O'Brien tại Erevan. Nhân dịp đó, hai bên ra tuyên bố chung ghi nhận nguyện vọng của Armenia trong việc hợp tác chặt chẽ hơn với các tổ chức châu Âu, Đại Tây Dương và phương Tây. Ông ông Brian và ông Biajian cho rằng quan hệ giữa hai nước sẽ được nâng cấp trong năm tới. cả hai bên sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế thương mại, tăng cường hợp tác về các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu. Theo tuyên bố, Mỹ sẽ đưa ra các giải pháp thương mại về năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo để thúc đẩy an ninh lương thực và độc lập về năng lượng của Armenia. Trong khi đó, quan hệ giữa Nga và Armenia, đồng minh thân cận của Moscow, trở nên căng thẳng sau khi Azerbaijan mở chiến dịch chống khủng bố, tấn công phe ly khai thân Armenia tại Nagorno Karabakh hồi tháng 9 năm 2023. Chiến dịch của Azerbaijan đã khiến hơn 100.000 người gốc Armenia tại Nagorno Karabakh phải sơ tán về nước sau khi phe ly khai chấp nhận đầu hàng. Armenia cho rằng lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đồn trú tại Nagorno-Karabakh khi đó đã không có động thái nào trước hoạt động quân sự của Azerbaijan. Hiện tại, Armenia tham gia tập trận chung cùng với Mỹ trong bối cảnh quan hệ giữa Erevan và Moscow căng thẳng trong thời gian qua. Bộ Quốc phòng Armenia cho biết nước này và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung từ ngày 15 tới 24 tháng 7 tại Armenia. Cơ quan trên cho biết cuộc tập trận Eagle Partner 2024 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ liên quan đến sứ mệnh gìn giữ hòa bình và các cuộc tập trận như vậy với các nước đối tác là diễn ra thường xuyên. Armenia cho biết thêm, mục đích của cuộc tập trận là tăng cường khả năng tương tác của các đơn vị tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế, trao đổi các phương pháp hay nhất về kiểm soát và liên lạc chiến thuật, đồng thời cải thiện khả năng sẵn sàng tác chiến của các đơn vị Armenia. Trước đó, Moscow kêu gọi Armenia đừng bị phương Tây lừa dối và khiến Yerevan lạc lối. Bộ ngoại giao Nga cho rằng Rõ ràng phương Tây đang tìm cách biến Armenia thành công cụ thực hiện các kế hoạch cực kỳ nguy hiểm của họ ở Nam Kapkaz. Mặc cho dư luận mong đợi đệ nhất phu nhân sẽ khuyên Tổng thống Mỹ bỏ cuộc sau màn tranh luận bất ổn, các cố vấn tiết lộ gia đình ông Biden ủng hộ ông tiếp tục chạy đua vào Nhà Trắng. Trong cuộc gặp gỡ trước đó, gia đình Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã khuyến khích ông tiếp tục tranh cử. Theo đó, gia đình ông Biden đã nài nỉ ông tiếp tục chiến đấu cho nỗ lực tái tranh cử của mình. Một cố vấn nói các thành viên gia đình ông Biden cho thấy sự ủng hộ rất rõ ràng dành cho ông. Trước đó, một trong những hình ảnh gây chú ý tại cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6 vừa qua giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump là khi đệ nhất phu nhân Jill Biden cùng chồng mình bước xuống sân khấu. Phe phản đối nói rằng Tổng thống Biden cần người đỡ xuống. Tuy vậy, trong mắt những người ủng hộ, đây là hình ảnh đẹp của đôi vợ chồng đối lập với sự đơn độc của ông Trump. Đối với chồng, đệ nhất phu nhân Jill Biden không chỉ là người vợ mà bà còn là cố vấn thân cận nhất, là người có đóng góp quan trọng vào nhiều quyết định lớn trong đời ông. Một ngày sau cuộc tranh luận, bà Jill Biden xuất hiện trong một cuộc gặp giữa các nhà tài trợ lớn tại New York. Bà cho biết đã nghe chồng nói rằng bản thân ông không biết điều gì đã xảy ra và không cảm thấy tốt. Ông Biden thường tham vấn gia đình mỗi khi đứng trước quyết định quan trọng. Trong đó, bà Jill Biden đóng vai trò là một trong những cố vấn hàng đầu có ảnh hưởng lớn nhất lên quyết định của vị tổng thống. Cũng theo các trợ lý, mỗi khi ông Biden trao đổi quá lâu với khách hoặc các nhà báo, bà sẽ nhẹ nhàng nắm khuỷu tay chồng. Nếu vị tổng thống đi chệch hướng trong cuộc họp, bà sẽ đặt tay lên đùi để kéo ông trở lại nội dung thảo luận. Cựu thượng nghị sĩ Ted Cohen, nhân vật thân cận với ông Biden chia sẻ, "Tôi không nghĩ ông ấy, tức là tổng thống Biden đưa ra bất cứ quyết định lớn nào mà không nói trước và xin ý kiến bà ấy." Ngoài bà Jill Biden những thành viên trong gia đình mà tổng thống tin tưởng còn có con trai Hunter và em gái Valerie Biden Owens, người từng là giám đốc chiến dịch tranh cử khi ông Biden còn là thượng nghị sĩ. Sự ủng hộ vững chắc mà gia đình dành cho tổng thống Biden được thể hiện tiếp sau những lời khen ngợi nồng nhiệt của vợ ông dành cho chồng trước công chúng trong những ngày gần đây. Giới quan sát nhận định quan điểm của gia đình Biden có thể thay đổi trong những ngày tới nếu vòng xoáy tín nhiệm tiếp tục đi xuống và nếu tổng thống tin việc rút lui khỏi cuộc đua sẽ tránh kéo đảng dân chủ xuống đáy vào mùa thu này ý kiến của gia đình được cho là sẽ rất quan trọng trong việc xác định tương lai chính trị của ông biden thậm chí còn quan trọng hơn cả nhóm cố vấn hàng đầu cho ông